Bài trắc nghiệm tính cách cho biết bạn có những đặc điểm của một người rối loạn nhân cách hay không. Đôi lúc bạn cảm thấy mọi thứ diễn ra thật bình thường, nhưng chưa chắc đã là như thế đâu. Hãy cùng trả lời những câu hỏi trong video này và tìm ra câu trả lời nhé. Ok, let's go. Bạn có đặc biệt quan tâm đến cảm giác của người khác không? Bạn đã từng tham gia làm công việc tình nguyện nào bao giờ chưa? Nếu nhìn thấy bạn bè của mình đang trong một cuộc tranh cãi rất nảy lửa, bạn hy vọng điều gì sẽ xảy ra tiếp theo? Bạn có thường cảm thấy buồn chán một cách dễ dàng không? Bạn đã từng ủng hộ người xấu trong một cuộc chiến nào chưa vậy? Bạn đã bao giờ yêu thầm hoặc trong mối quan hệ yêu đương với ai chưa? Bạn có thường xuyên cảm thấy hứng khởi khi phá vỡ các quy tắc không đấy? Đã bao giờ bạn nghĩ rằng con người đều là những kẻ ngu ngốc chưa? Giờ là lúc bạn cần cộng tất cả điểm số để biết được kết quả cuối cùng. Sau khi biết được kết quả tương ứng với tổng điểm của bạn, thì đừng quên để lại bình luận cho mình và những người khác cùng biết với nhé. Nào, chúng ta sẽ cùng nhau bật mí kết quả của nhóm điểm số đầu tiên, thuộc vào khoảng từ 80 đến 130 điểm. Xin chúc mừng, bạn hoàn toàn bình thường và không có dấu hiệu của một người mắc chứng bệnh tâm thần. Bạn là một người có lý trí, biết cảm thông và quan tâm đến những người xung quanh, đặc biệt là gia đình và bạn bè của bạn. Hoặc nếu tổng điểm cuối cùng của bạn thuộc vào khoảng từ 140 đến 190 điểm, bạn sở hữu một vài dấu hiệu của một người rối loạn nhân cách nhưng chưa đến mức báo động. Nhiều người trong số chúng ta cũng có một vài đặc điểm của chứng bệnh này. Càng trưởng thành, bạn sẽ dần cải thiện được tính cách của mình, cũng như trở nên biết cảm thông và quan tâm đến người khác hơn. Và đây sẽ là kết quả của nhóm điểm số cuối cùng, trải dài trong khoảng từ 200 đến 240 điểm. Bạn sở hữu nhiều đặc điểm của một người có khuynh hướng thái nhân cách rất cao. Bạn có thường được nhận xét là một người bốc đồng và không biết sợ hãi trước bất cứ điều gì không? Việc này dẫn đến hành vi thích tìm kiếm rủi ro và mất khả năng hòa nhập với các chuẩn mực xã hội.